Xin kính chào quý khán giả trở lại với bản tin số 36 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Thông tin nóng hổi đầu tiên vừa diễn ra trong ngày hôm nay đó chính là hãng xe Tesla vừa phải phát đi thông báo triệu hồi hơn 285.000 xe tại Trung Quốc. Theo giới phân tích thì đây có thể coi là một trong những cú sốc rất lớn đối với hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk. Chiếc xe Peugeot 3008 phiên bản 2021 nâng cấp những trang bị gì mà tăng giá bán niêm yết lên tới 40 triệu đồng. Bên cạnh đó chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng dàn siêu xe của siêu tiền đạo đội tuyển Bỉ Romelu Lukaku. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc viết tắt là SAMR cho biết tập đoàn sản xuất xe điện Tesla sẽ triệu hồi hơn 285.000 xe tại thị trường Trung Quốc sau một cuộc điều tra cho thấy các vấn đề liên quan tới phần mềm hỗ trợ lái có thể gây ra các vụ va chạm trên đường. Theo SARM thì Tesla sẽ liên hệ với những chủ xe thuộc diện triệu hồi để nâng cấp miễn phí phần mềm. Cơ quan này cho biết thông báo trên sẽ ảnh hưởng đến các mẫu xe Model 3, Model Y được nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước. Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc cho biết do các vấn đề liên quan hệ thống kiểm soát hành trình, lái xe có thể dễ dàng kích hoạt nhầm chức năng kiểm soát hành trình và có thể xảy ra tình trạng tăng tốc đột ngột. Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể gây ra va chạm trên đường. Đây được cho là một trong những đòn tấn công mạnh nhất đối với Tesla, doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực xe tự lái của Mỹ, đang bị chịu giám sát chặt chẽ về mặt pháp lý tại Trung Quốc sau một số các vụ tai nạn gây chết người liên quan đến xe Tesla trong những tháng gần đây. Theo như mình phỏng đoán và phân tích thì trên thực tế, phần mềm của Tesla không phải là thần thánh, nó bị các nhà đầu tư thổi phồng lên bằng cổ phiếu mà thôi. Đã có không biết bao nhiêu vụ tai nạn kinh hoàng liên quan tới phần mềm tự hành của hãng. Mới gần đây thì đã có một phụ nữ Trung Quốc đứng lên kiện hãng xe này vì lý do hệ thống phanh của xe bị sự cố, dẫn đến tai nạn và làm người thân trong gia đình cô bị thiệt mạng. Sâu bên trong vụ việc này thì mình cho rằng một phần nào đó cũng đến từ chủ đích của chính quyền Trung Quốc đang cố tình tấn công vào hãng xe điện của Mỹ để giúp cho những hãng xe điện trong nước có cơ hội để phát triển. Peugeot 3008 2021 với hai phiên bản tên gọi là AT và AL với mức giá đề xuất lần lượt từ 1.009.000 đồng và 1.109.000 đồng. Vậy là sau 4 năm ra mắt 3008 thế hệ thứ 2, cuối cùng mẫu xe này cũng đã trình làng phiên bản nâng cấp mới. Nếu để so sánh với các đối thủ như là Mazda CX-5 với mức giá bán từ 839 triệu tới 1 tỷ 059 triệu đồng hay Hyundai Tucson với mức giá bán từ 799 tới 940 triệu đồng, mẫu xe crossover 5 chỗ của Pháp đang có một mức giá bán khởi điểm cao hơn đáng kể. Mình cho rằng là thương hiệu Peugeot với những dòng xe của mình thì được định vị nằm ở trong phân khúc tiệm cận sang. Chính vì thế mà lúc nào giá bán cũng sẽ cao hơn so với các đối thủ. Tôi cho rằng mức giá bán vẫn là một trong những điều bất lợi khi so sánh với các đối thủ. Lý do là thương hiệu Peugeot ở thị trường Việt Nam chỉ ở mức bình dân, trong khi đó hãng xe lại làm ra những sản phẩm tiệm cận sang, tiếp cận với những đối tượng khách hàng có tiền, am hiểu về xe. Chính vì vậy mà nếu để cạnh tranh được với các mẫu xe trong phân khúc hạng sang như là Mercedes, BMW hay là Audi thì gần như là không có cửa. Do vậy thì mình cho rằng thiết kế mới của 3008 dù chỉ là những sự cải tiến nhỏ thôi nhưng nó đều rất ấn tượng. Lưới tản nhiệt, cản trước và đèn chiếu sáng cũng được làm theo phong cách mới, xu hướng thể thao hơn. Trong khi đó phần đuôi xe vẫn được giữ nguyên so với thiết kế giống với phiên bản tiền nhiệm. Cụm đèn hậu mới có thiết kế nhiều mảnh LED ghép lại trông khá là lạ mắt. Hơi đáng tiếc là 3008 2021 vẫn chưa được sử dụng logo mới của Peugeot với hình ảnh bơm sư tử cách điệu. Một vài chi tiết ngoại thất nổi bật có thể kể đến, ví dụ như là cụm đèn chiếu sáng LED tự động bật tắt, gương chiếu hậu tích hợp sấy rồi mâm xe 18 inch, giá hành lý trên nóc. Bản cao cấp AL sẽ có thêm đèn tự động điều chỉnh độ cao của góc chiếu và đèn chào ở củ gương chiếu hậu sau. Bước vào bên trong khoang nội thất xe thì 3008 vẫn có những điểm nhấn quen thuộc với phần cabin hướng về người lái theo phong cách iGroupic, theo kiểu buồng lái máy bay, bằng đồng hồ điện tử, vô lăng dạng được cắt thể thao, lẫy chuyển số hay cần số điện tử. Nâng cấp chính ở hai phiên bản 2021 nằm ở phần phía bên trong nội thất xe là phần màn hình cảm ứng trung tâm trên phiên bản AL, này đã có kích thước lên 10 inch, to hơn 8 inch so với model AT. Còn lại những trang bị tiêu chuẩn của xe vẫn được giữ nguyên gồm có điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện, sạc điện thoại không dây kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ sử dụng trợ lý ảo tiếng Việt Kiki, kiểm soát hành trình, phanh tay điện tử, cảm biến áp suất lốp, camera quan sát trước và sau.
Riêng phiên bản cao cấp của Peugeot 3008 có thêm các tiện ích và trang bị an toàn bao gồm ghế hành khách chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và gói an toàn thông minh ADAS. Xe vẫn được trang bị khối động cơ i6 1.6 lít cho ra tổng công suất là 165 mã lực và 245 Nm ở những giải vòng tua khoảng 1.400 tới 4.000 vòng trên phút. Cá nhân mình cho rằng là với những cái sự cải tiến mới thì Peugeot 3008 vẫn thuộc dạng đỉnh chóp cả về trang bị lẫn giá bán đi kèm. Nếu để so sánh với các đối thủ thì 3008 vẫn nắm nhiều ưu thế vượt trội hơn, từ thiết kế châu Âu đặc sắc rồi nội ngoại thất đẹp mắt và hiện đại cho tới những trang bị tính năng mà các đối thủ không hề có. Option nhiều thì đồng nghĩa với cái việc giá bán nó cũng sẽ phải tăng theo. Chính vì vậy mà 3008 tăng lên khoảng 40 triệu là điều rất dễ hiểu. Mình cho rằng là ai đã yêu thích các dòng xe Pháp thì chắc chắn sẽ rất hài lòng với phiên bản mới. Tuy nhiên, với những ai đã quá quen với các dòng xe Hàn ra Nhật thì 3008 lại là một trong những sự lựa chọn phí phạm. Không chỉ là một ngôi sao trên sân cỏ, ngoài đời thường thì Lukaku cũng là một trong những tay chơi xe chính hiệu với sở hữu một dàn siêu xe hàng triệu USD. Mức độ chơi xe của tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan đã được khẳng định từ khi anh còn thi đấu tại Anh. Chiếc xe mà Lukaku yêu thích nhất là mẫu xe Rolls-Royce Garage trị giá là 347.000 USD. Mẫu xe này được anh mua trong giai đoạn khoác áo Everton. Mẫu xe siêu sang này được trang bị khối động cơ V12 6.6 lít với công suất là 624 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ mất 4,5 giây. Cùng trong giai đoạn thi đấu với Everton thì Lukaku cũng sử dụng chiếc Bentley Continental GT Speed đời 2012 với tông đen mờ. Continental GT Speed sử dụng động cơ W12 6.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa lên tới 620 mã lực. Siêu xe này có trị giá khoảng 200.000 bảng, được bán đi sau khi Lukaku chuyển sang MU. Mẫu xe thường được Lukaku sử dụng là chiếc xe Mercedes-Benz AMG GTR có mức giá gần 200.000 USD. Chiếc xe này được anh mua thời còn thi đấu ở Manchester United. Với mức lương khoảng 200.000 bảng một tuần ở thời điểm đó thì Lukaku thỏa sức mua những chiếc xe đắt tiền. Cũng trong giai đoạn này thì tiền đạo của đội tuyển Bỉ cũng đã mua cùng một lúc 3 chiếc Mercedes-Benz sau khi cùng đội tuyển Bỉ tiến sâu vào bán kết World Cup 2018. Một mẫu xe hai cửa khác của Mercedes-Benz trong bộ sưu tập của Lukaku là chiếc S-Class Coupe trị giá 167.000 USD. Tại Anh thì mẫu xe thể thao hạng sang này có mức giá bán từ 139.000 USD. Chiếc xe của Lukaku có thêm những trang bị tùy chọn nên giá bán đều cao hơn. Vào tháng 2 năm 2021 thì Lukaku trở thành đại sứ thương hiệu của Maserati. Anh được hãng xe Italy tặng chiếc Levante Trofeo. Mẫu xe SUV này sở hữu khối động cơ xăng V8 tăng áp kép, sản sinh ra công suất lên tới 580 mã lực, mô men xoắn đạt 730 Nm với tốc độ tối đa khoảng 302 km/h. Trước đó vào tháng 7 năm 2020 thì tiền đạo của đội tuyển Bỉ cũng đã mua một chiếc xe Maserati Gran Capiro. Mẫu xe thể thao mui trần này được trang bị khối động cơ V8 mạnh lên tới 460 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 520 Nm, tốc độ tối đa đạt 288 km/h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 36 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.